Để Windows được đảm bảo vận hành tốt nhất và các phương pháp của mình sau đây có hiệu quả, thì các bạn cần phải cập nhật đầy đủ drivers cho Windows và đảm bảo không có virus trong máy. Ok. Như các bạn đã thấy ở đây thì ở dưới đây là danh sách các thành phần mà chúng ta sẽ bắt đầu tinh chỉnh để tăng tốc cho Windows. Trong đó những cái này là chúng ta sẽ chỉ cần chỉnh một lần thôi, và những cái phần này thì chúng ta cần phải làm sau một thời gian nhất định. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ tinh chỉnh thành phần đầu tiên, đó chính là chúng ta sẽ tắt UAC. Đây chính là thông báo của UAC, cái thông báo mà các bạn thường hay nhìn thấy. Khi chúng ta tắt UAC đi thì chúng ta không còn nhìn thấy cái thông báo này nữa và máy sẽ nhanh hơn. Các bạn nhấn vào Start Menu, chọn Control Panel, User Account and Family Safety, User Account. Các bạn nhấn vào đây và kéo UAC mặc định từ mức 3 về mức 1. Sau đó các bạn nhấn OK. Như vậy là chúng ta tắt được UAC. Tiếp theo chúng ta sẽ giảm hiệu ứng đồ họa. Windows của bạn đang rất đẹp phải không? Vì nó có những hiệu ứng như sau: phóng to thu nhỏ. Các bạn thấy cái hình nhỏ nhỏ trước khi nó thu lại không? Và thứ hai là cửa sổ, bóng cạnh cửa sổ. Đây, cái bóng của nó đây, mờ mờ đây. Cái mình vừa chỉ ra hai cái hiệu ứng trong số rất nhiều các hiệu ứng giao diện, các hiệu ứng đồ họa của Windows 7 mặc định, thì chúng ta sẽ phải giảm bớt những cái hiệu ứng đồ họa này đi để tăng tốc cho Windows 7. Các bạn làm như sau. Chuột phải vào Computer, chọn Properties. Mình sẽ giảm vừa đủ những hiệu ứng mà giúp cho Windows vẫn còn rất đẹp. Các bạn nhấn vào đây trước. Nhấn vào đây, sau đó các bạn chọn lại những cái dấu tích như sau. Sau đó các bạn click OK. Được rồi. Bây giờ thì bóng cạnh cửa sổ và hiệu ứng phóng to thu nhỏ lúc nãy mà mình chỉ ra đã không còn, và Windows của bạn chạy nhanh hơn. Ngoài ra còn một hiệu ứng nữa, đó là hiệu ứng mờ trong suốt. Trong suốt đây thì các bạn có thể tắt nó như sau nếu muốn. Các bạn chuột phải vào màn hình Desktop, chọn Personalize. Các bạn click vào Windows Color và các bạn bỏ cái dấu này đi. Đó, nếu muốn đổi màu thì các bạn chọn màu khác. Ok. Ở đây mình sẽ bỏ đi nha. Bạn nào thích thì bạn cứ để lại cũng được. Bây giờ chúng ta sẽ tắt âm thanh giao diện. Các bạn sẽ chuột phải vào cái biểu tượng loa ở đây, chọn Sounds. Bây giờ các bạn nghe nhá. Đó, các bạn có nhận ra được những cái âm thanh đó không? Đó chính là những cái âm thanh giao diện. Thì chúng ta sẽ tắt âm thanh giao diện đi để tăng tốc cho máy. Các bạn làm như sau. Nhấn vào đây, chọn No Sounds. Sau đó các bạn bỏ dấu tích ở đây đi và OK. Rất đơn giản. Tiếp theo chúng ta sẽ chỉnh bộ nhớ ảo. Các bạn làm như sau. Chuột phải vào Computer, Virtual Memory chính là bộ nhớ ảo. Các bạn nhấn vào nút Change. Các bạn sẽ bỏ dấu tích ở đây đi, chuyển từ System lên Custom Size và đọc cái giá trị Recommended này ở đây. Của mình là 2967. Thì sẽ ghi hai cái giá trị ở đây vào hai ô này bằng nhau. Sau đó các bạn nhấn nút Set. OK. Và OK. OK. Nếu nó hiện ra một thông báo nữa hỏi các bạn có muốn restart máy không, các bạn chọn No hoặc Can. Bây giờ chúng ta sẽ tắt System Protection. Chuột phải vào Computer, chọn Properties. Các bạn nhấn vào System Protection. Ổ C của mình là ổ cái Windows 7 là System hệ thống. Nếu như nó on ở đây tức là nó được bật
thì các bạn nhấn vào đây và chọn cái thứ ba này. Các sau đó các bạn kéo cái này về sang phía bên trái. Sau đó các bạn chọn Delete, Continue và sau đó các bạn nhấn OK. Như vậy là chúng ta đã tắt System Protection. Việc tắt System Protection sẽ giúp tăng dung lượng chống cho ổ C và giảm thiểu tác động lên ổ cứng, giúp cho ổ cứng của chúng ta làm việc nhẹ hơn. Bây giờ chúng ta sẽ tắt các dịch vụ không cần thiết. Windows được tạo ra là để đáp ứng nhu cầu của tất cả mọi người. Do vậy sẽ có những cái dịch vụ mà chúng ta không cần thiết thì chúng ta sẽ tắt nó đi để tăng tốc cho máy. Các bạn làm như sau. Chuột phải vào Computer, chọn Manage thì các bạn sẽ vào được đây. Sau đó các bạn vào Service and Application. Sau đó các bạn chọn Service. Đây chính là danh sách các dịch vụ của Windows. Các bạn sẽ làm theo mình như sau. Bây giờ mình sẽ ví dụ với dịch vụ Computer Browser. Các bạn tìm dịch vụ Computer Browser. Đây là phần mô tả về chức năng của dịch vụ Computer Browser. Các bạn kích đút vào nó. Trong mục Startup Style thì các bạn sẽ chọn Manual. Ở đây có 3 lựa chọn, đó là Automatic, Manual và Disable. Thì Automatic có nghĩa là dịch vụ này sẽ luôn luôn chạy cùng máy tính của chúng ta. Manual là cái dịch vụ này khi mới bật máy thì nó sẽ không chạy, nhưng khi cần thì nó có thể chạy. Còn khi chúng ta chọn Disable cho một dịch vụ nào đó, có nghĩa là chúng ta đã vô hiệu hóa, tắt hoàn toàn dịch vụ đó đi. Thì dịch vụ Computer Browser thì sẽ liên quan đến mạng LAN. Thì chúng ta chọn Manual là một phương án an toàn vì sau này chúng ta có thể dùng đến nó. Sau đó các bạn click OK. Đây là nhóm dịch vụ thứ nhất liên quan đến mạng LAN, thì các bạn sẽ tìm từng tên các dịch vụ này và chuyển nó sang Manual. OK. Dịch vụ thứ hai, Sprint Spooler. Dịch vụ này liên quan đến máy in. Do vậy nếu như máy tính nhà bạn có kết nối với máy in thì các bạn để dịch vụ này là Automatic. Còn nếu như không có máy in thì các bạn hãy để dịch vụ này là Manual. OK. Máy của mình không kết nối với máy in, mình sẽ chọn Manual. Còn bạn có máy in thì bạn chọn Automatic. OK. Tiếp theo đó là Windows Defender và Windows Firewall. Thì hai dịch vụ này là tường lửa của Windows. Nhưng mà nếu như bạn đã cài một phần mềm diệt virus khác vào máy rồi thì bạn nên tắt hai cái dịch vụ này đi. Bởi vì thực ra cái hiệu quả của dịch vụ cái tường lửa sẵn có trong Windows thì nó cũng rất yếu, mà cái Windows Defender là cái trình diệt virus sẵn có của Windows ấy thì nó không thể kiểm soát nổi, chúng ta rất khó kiểm soát nó. Do vậy chúng ta sẽ nên tắt nó đi và cài một phần mềm diệt virus khác mà chúng ta biết cách sử dụng vào trong máy tính của bạn. Thì chúng ta sẽ chọn Disable do hai dịch vụ này để tắt nó. OK. Windows Defender Disable và Windows Firewall Disable. Tiếp tục đó là dịch vụ Windows Search. Windows Search thì các bạn chắc chắn các bạn sẽ chọn Disable cho dịch vụ này để giúp máy tính của các bạn nhẹ hơn, giúp cho ổ cứng của bạn nhẹ hơn. Và sau khi disable dịch vụ Windows Search khi tìm kiếm thì các bạn lưu ý là khi nó hiện ra cái thông báo này thì các bạn sẽ không được nhấn vào thông báo này mà các bạn sẽ ignore đi. Nếu như các bạn nhấn vào cái thông báo này thì các bạn sẽ bật dịch vụ Windows Search trở lại. Do vậy chúng ta sẽ không được nhấn vào đây và chúng ta ignore đi. OK. Xong. Bây giờ chúng ta sẽ chỉnh ở trong Group Policy Editor với hai việc, đó là tắt Auto Play và tắt dự trữ băng thông mạng để tăng tốc mạng. Windows của mình là Windows 7 Ultimate. Nếu bạn nào mà sử dụng bản Windows 7 Home Premium hay là Basic thì các bạn sẽ không có Group Policy Editor.
Vậy thì các bạn sử dụng bản Windows 7 Home Premium và Basics, các bạn sẽ vào kênh YouTube của mình và xem cái video cách thiết lập cho Windows Home Single Language bằng Regexi, ok. Còn Windows 7 Ultimate và Pro thì vẫn là phổ biến, do vậy mình sẽ hướng dẫn ở đây. Các bạn sẽ nhấn tổ hợp phím sau, các bạn nhấn Windows rồi cộng với R. Sau đó các bạn sẽ gõ cái này vào. gpedit.msc. Ok. Đầu tiên chúng ta tắt autoplay thì các bạn làm như sau. Tắt autoplay để tránh nguy cơ nhiễm virus autoplay. Các bạn nhấn vào đây và chọn enable, sau đó chọn all drivers. Sau đó các bạn click ok. Xong. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ tắt dự trữ băng thông mạng để tăng tốc mạng. Ở Windows 7 thì chúng ta sẽ bỏ đi 20% dự trữ băng thông mạng. Các bạn làm như sau. Network. Đấy. Package Scheduler. Các bạn nhấn vào đây. Sau đó chọn chuyển từ đây xuống đây và xóa cái số 20 ở đây đi, ghi là số 0. Sau đó các bạn ok. Ok, xong. Rất dễ đúng không? Tiếp theo, chúng ta sẽ đặt DNS để tăng tốc cho mạng. Các bạn làm như sau. Vào Control Panel. Network and Internet. Network and Sharing Center. Các bạn nhấn vào đây. Change Adapter Setting. Máy của mình là laptop, nó có hai cái cạc mạng. Một là cạc mạng để cắm dây vào, hai là cạc mạng Wi-Fi. Thì các bạn sẽ làm cho từng cái một. Nếu như máy bạn có hai cái, ok, các bạn sẽ ví dụ đối với cái Wi-Fi này, các bạn sẽ chuột phải chọn Properties. Hiện tại thì chúng ta vẫn sử dụng công nghệ IPv4 thì chúng ta sẽ chọn phần IPv4 này. Sau đó các bạn nhấn Properties, các bạn chuyển xuống lựa chọn này, sau đó điền Google DNS này vào là 8888, ở dưới là 8844. Đây là DNS nhanh nhất, hoặc các bạn cũng có thể sử dụng DNS Open DNS, nó như sau: 20867222222 và ở dưới là 20867220220. Sau đó các bạn nhấn OK. Các bạn chọn Google DNS 88844 hay là cái này Open DNS cũng được, các bạn thế nào cũng được. Sau đó các bạn click OK và close. Việc đặt DNS sẽ giúp chúng ta phân giải địa chỉ web nhanh hơn, giúp tăng tốc độ truy cập mạng, truy cập internet.